Hi, hello cả nhà, lại là May đây. Hôm nay May sẽ vào bếp hướng dẫn và đối tài cho cả nhà một món ăn, đó là thịt ba chỉ kho tàu tứ xuyên, hương vị của người Hoa nha cả nhà. Thì mình coi trên mạng mình thấy người Hoa nấu món ăn rất là ngon luôn, nhìn nó cái màu và cái gia vị nó nhìn rất là hấp dẫn, rất là thèm luôn, và mình cũng mua về mình thử nha cả nhà. Rồi mời cả nhà vào bếp cùng May xem thử món này ăn ngon nha. Cũng như những clip trước thì đầu tiên mình cũng giới thiệu về nguyên liệu cần có để mình nấu lên một món thịt kho tàu tứ xuyên nha các bạn. Đầu tiên là thịt nha các bạn. Thịt thì mình mua là thịt ba chỉ, mình mua nửa cái thịt ba chỉ nha, dành cho hai người ăn. Và thịt này hôm qua mình bỏ đông các bạn nên cái màu nó không được tươi lắm nha. Tiếp theo đó là cái gói quan trọng nhất nha các bạn, đó là gói gia vị thịt kho tàu tứ xuyên nha các bạn. Các bạn chỉ cần lên Shopee đặt là sẽ có nha. Rồi mình ăn kèm theo là trứng nha các bạn. Nhà mình hai người thì mình bỏ hai quả trứng. Này mình sử dụng là trứng vịt cho nó to các bạn. Còn bạn nào không thích ăn trứng vịt thì bỏ trứng gà và trứng cút cũng được. Tiếp theo nữa là nước ngọt nha, bia hoặc là nước ngọt cũng được nha các bạn. Các bạn bỏ vào để cho cái miếng thịt nó nhừ á. Thì nhà mình có nước ngọt Pepsi thì mình sử dụng Pepsi, nhưng bạn nào có Coca thì sử dụng Coca hoặc là bia cũng được luôn nha. Gia vị kèm theo đó hành lá, ngò, gừng và ớt nha các bạn. Rồi chúng ta vào bếp thực hiện món ăn thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ bắt một cái nồi nước lên, chúng ta cho trứng vào luộc. Khi nước sôi rồi các bạn để lửa nhỏ lại nha, các bạn để lửa lớn á nó sôi nó bị nứt cái trứng nha các bạn. Đó thì chúng ta luộc trứng để tí nữa mình bỏ vào mình kho thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên một cái chảo, sau đó thì mình sẽ cho vào đây một tí dầu, để dầu nóng lên rồi thì mình bỏ thịt vào để mình chiên thịt đó các bạn. Thì mình thường nói là ram thịt đó, từ địa phương của mình từ ram thịt, thì bạn bỏ vào để cho nó ra bớt cái mỡ đi và cái miếng thịt nó sẽ chắc hơn và nó ngon hơn nha. Nhưng mà các bạn ram sơ thôi nha, đừng để nhiều quá, xem nó kiểu đi xém xém thôi, nó xém xém cháy thôi. Các bạn chiên nhiều quá nó sẽ khô miếng thịt nha các bạn, nó không còn ngon nữa. Đó, các bạn bỏ ít dầu thôi nha, tráng dầu cho nó đều hết cái chảo đi, sau đó mình bỏ miếng thịt vào. Rồi miếng thịt vàng như vậy là ok nha các bạn. Các bạn nhớ đừng có để cho nó vàng quá nha, nó vàng quá nó cứng thịt, khi mình kho lên mình ăn không có ngon nha. Rồi các bạn vớt hết cái mỡ ra nha các bạn, tại vì các bạn để nhiều mỡ trong này quá đó, các bạn kho lên mình ăn nó ngán lắm các bạn ơi, nó nhiều dầu mỡ nó cũng không tốt cho mình nữa. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ cho cái bịch sốt vào nha. Khi mình khui cái bịch gia vị này ra, bên trong nó có hai gói nha. Một gói là nước sốt như vậy, nước sốt như vậy nó có luôn cái vị giống như sắc thì dầu của các bạn. Và một gói bột, cái bột đó là cái hương vị của hoa hồi nè, của tứ xuyên đó các bạn. Nói chung là như vậy, rất cũng cay nha, cũng cay xe xe thôi chứ không có cay quá. Rồi các bạn cho vào đây một tí nước ngọt. Các bạn nên bỏ Coca và Pepsi nha các bạn, tại vì cái màu của Coca Pepsi nó tạo cho miếng thịt nó đẹp hơn và ngon hơn. Còn các bạn dùng bia cũng được, mục đích mình dùng nước ngọt này để cho cái miếng thịt nó nhừ nó mềm đó các bạn. Rồi các bạn cho trứng vào và cho đây vào đây là khoảng cỡ nửa tô nước nha các bạn. Nửa tô nước thôi là khoảng một chén nước á, một chén nước. Rồi mình sẽ bỏ trứng vào rồi mình rắc cái gia vị lên. Đó, cái gói gia vị này nè các bạn. Thơm lắm, gói gia vị này thơm mùi đặc trưng của người Hoa luôn á. Nó tự tự như cái món gì ta, khâu nhục của Lạng Sơn đó các bạn. Mình đã từng ăn có không món khâu nhục rồi nha. Thì cái này mình nghe cái mùi nó giống như vậy tí thì mình ăn không biết là nó giống không nha các bạn. Rồi mình bỏ vào đây mấy cọng hòn ngò với lại cọng hành để cho nó thơm nữa thôi các bạn. Rồi gừng bỏ vào, gừng bỏ vào để nó tạo thêm cái độ thơm cũng như là nó sẽ làm cho cái miếng thịt nóng hơn, các bạn nó sẽ ngon hơn thôi. Rồi bạn nào muốn ăn cay thì cho vào đây mấy miếng ốc bột và cũng như ớt trái nha. Rồi sau đó các bạn đậy nắp lại, đợi khoảng nửa tiếng sau cho miếng thịt nó nhừ đi rồi mình sẽ bắt đầu là vớt ra nha. Trong cái lúc nấu các bạn khoảng cỡ 10-15 phút các bạn mở nắp ra và trở miếng thịt lại nha các bạn, để cho nó chín đều hai bên luôn đó. Các bạn cứ trở là ngược lại nha. Và mình nếm thử rồi, ngon lắm các bạn ơi, nó rất là thơm và ngon nha. Cái nước rất ngon, mà cái nước này tí nếu mình nấu mình để cho nó lâu nó hầm á, nó nhừ nó keo nó thấm hết vào miếng thịt nha các bạn, để cho nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ trở thịt nha. Rồi sau hơn nửa tiếng nha các bạn, khoảng 40 phút á, đó cái nước nó thấm vào hết trong miếng thịt rồi các bạn, nhìn ngon chưa, mềm lắm nha các bạn, mình giờ vô rất là mềm đó, mềm lắm. Nhưng mà mình để cho cái nước nó keo lại một tí nữa để cho nó ngon các bạn, tại vì mặt đỉnh gói gia vị đó nó vừa rồi bạn ơi, các bạn không cần phải nêm thêm cái gì cả, nó rất là vừa luôn rồi đó. Mình cho một chén nước vào là nó vừa luôn, nó cân được cái độ mặn của cái gói lại đó là vừa rồi các bạn ơi.
rất là thơm và ngon nha. Các bạn nên cho ớt nha, các bạn đã tứ xuyên thì phải cay, cay thì nó mới ngon. Các bạn nên nhớ nha, đặc biệt các bạn cho nhiều ớt bột vô ngon hơn, tại ớt trái bỏ vào nó chẳng cay bao nhiêu đâu. Rồi chị hấp dẫn các bạn ha. Rồi như vậy là ok rồi các bạn ơi, gia vị rồi nước rồi nó cũng keo lại hết rồi, nó thấm hết vào miếng thịt rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vớt ra lên dĩa và ăn cơm thôi các bạn. Mình sẽ ăn kèm theo với dưa leo nha. Các bạn nên có một miếng rau dưa leo và rau sống vào mình ăn kèm cho nó đỡ ngán nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sắp nha. Trời ơi nhìn cái miếng thịt ngon lắm các bạn ơi, các bạn coi nè. Rồi mình cắt thử nha, đó mềm lắm các bạn, rất ngon. Cái này nó không có nhừ quá các bạn. Thật ra các bạn nấu món này mà các bạn để nhừ như người Hoa luôn á thì mình nghĩ ăn nó không còn ngon đâu. Nó phải chắc chắc miếng thịt như vậy mình ăn mới ngon, chứ còn mà để nhừ quá thì mình cũng không có thích đâu các bạn ơi. Nếu các bạn muốn nhừ hơn nữa thì các bạn cứ châm thêm nước với lại hoặc là nước ngọt hoặc bia vào, các bạn nấu thêm tí nữa cho nó nhừ, nhưng mà mình thấy như vậy là ngon rồi các bạn. Rồi cắt đúng cục xương ở trên rồi, cắt ra đó nhìn hấp dẫn ha. Mà các bạn nên làm ba chỉ nha các bạn, ba chỉ mình nó có nạc có mỡ mình ăn cho nó ngon, nó béo quá. Rồi thế cũng đã xong rồi nha các bạn ơi. Các bạn trang trí cho nó đẹp đẹp một chút nữa thì mình ăn nhìn nó hấp dẫn hơn nha. Rồi cái nước mà sốt còn lại hồi nãy trong nồi đó mình rưới lên, mình múc mình rưới lên để cho cái miếng gia vị mình nó thấm hơn và nó ngon hơn nha các bạn. Đó, nhìn nè, các bạn nhìn chưa, đẹp chưa? Cái màu này là cái màu y chang mình nấu luôn nha các bạn, mình không có chỉnh màu luôn nha, chứ không phải là cái miếng thịt bị cháy nha các bạn. Khi các bạn bỏ nước ngọt vào và cái màu của nước sốt đó nó tự động nó ra cái màu y chang vậy luôn các bạn. Mình không hề thêm một cái gia vị nào vào hay là mình chỉnh màu nha các bạn ơi. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn ha. Các bạn nên ăn kèm cái này với dưa leo nha các bạn, ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Ôi, đói bụng quá chắc mình cũng đi ăn luôn nha các bạn ơi. Rồi chúc các bạn cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên làm luôn nha các bạn. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng như những góp ý của các bạn sẽ làm cho kênh của mình phát triển hơn và hoàn thiện hơn nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt.